Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Lai Châu, trời có mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến từ 19 đến 33 độ, vùng núi cao từ 17 đến 26 độ, còn độ ẩm là từ 55 đến 95%. Cụ thể, tại khu vực thành phố Lai Châu, nhiệt độ phổ biến từ 20 đến 29 độ, còn độ ẩm là từ 60 đến 95%. Mường Tè nhiệt độ là từ 19 đến 33 độ, độ ẩm từ 60 đến 95%. Khu vực Sìn Hồ nhiệt độ từ 17 đến 26 độ, độ ẩm ở đây là từ 55 đến 95%. Than Uyên nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, độ ẩm từ 55 đến 95%. Còn khu vực Nậm Nhùn thì nhiệt độ từ 19 đến 33 độ, độ ẩm từ 60 đến 95%. Khu vực Tam Đường nhiệt độ ở đây từ 21 đến 32 độ và độ ẩm từ 55 đến 95%. Khu vực Tân Uyên nhiệt độ từ 21 đến 32 độ và độ ẩm là từ 55 đến 95%. Cuối cùng là tại huyện Phong Thổ, nhiệt độ ở đây dao động từ 19 đến 33 độ, độ ẩm là từ 60 đến 95%. Vâng, thưa quý vị, với dự báo sẽ có mưa dông về chiều và đêm trên địa bàn tỉnh Lai Châu, các chuyên gia khí tượng cảnh báo mưa sau những chuỗi ngày nắng nóng kéo dài rất dễ kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như là dông lốc sét, đặc biệt là mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa, cây cối và hoa màu của người dân và bà con. Khuyến cáo quý vị và bà con cần đặc biệt cảnh giác đến các hiện tượng thời tiết cực đoan trong khoảng thời gian này. Ngoài ra thì ban ngày nền nhiệt độ vẫn duy trì nắng nóng phổ biến từ 19 đến 33 độ, dễ dẫn tới tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi mà tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cũng theo dự báo, sau ít ngày hạ nhiệt, chúng ta sẽ bước vào đợt nắng nóng mới. Vâng, trên đây là thông tin dự báo và cảnh báo về thời tiết trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trên kênh sóng LTV. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.